Kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 7 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Công ty Respect Việt Nam and Witchworld.co phối hợp với AmCham Việt Nam đồng tổ chức hội thảo The Nova với chủ đề quản trị mục tiêu với OKR trên mô hình kinh doanh. Hội thảo nhằm loại bỏ lãng phí với tư duy tinh gọn, gắn kết hành trình trải nghiệm của khách hàng với nỗ lực học tập và tìm kiếm sự đồng thuận trong nội bộ tổ chức để cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn. Cụ thể, nhiều chuyên gia đã chia sẻ về lý do, ý nghĩa và cách thức áp dụng giải pháp OBC, quản trị mục tiêu tổ chức, với OKR trên mô hình kinh doanh trên một trang giấy tạo thay đổi, One for Page, đối với cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ cho các doanh nghiệp chính là làm sao để xác định được những cái mục tiêu quan trọng và làm sao để giảm đi được cái sự bất đồng thuận nhưng vẫn tạo được những cái sức bật đặc biệt trong giai đoạn suy thoái. Hội thảo cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, chuyên gia nhân sự đến từ Intel Việt Nam, tập đoàn AFG Việt Nam, tập đoàn khách sạn thế giới LHW khu vực châu Á Thái Bình Dương, cũng như cộng đồng doanh nhân chuyên gia tại Việt Nam, những người đang thúc đẩy văn hóa, đặt con người vào đúng vị trí trung tâm trong các hoạt động kinh doanh. Lý do mà tôi thấy sự cần thiết đến hội thảo ngày hôm nay là chúng tôi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm sử dụng dịch vụ CoAR trên mô hình kinh doanh một trang giấy tạo thay đổi. Tôi tin tưởng qua câu chuyện tôi chia sẻ với các đại biểu tham dự hội thảo, họ có thể nhìn thấy những lý thuyết và thực hành trong thực tiễn quản trị mục tiêu trong một tổ chức với các tầng nhân sự khác nhau trong giai đoạn trong và sau COVID. Tôi tin với OBC, chúng ta có công cụ đúng, tư duy đúng, nhưng đặc biệt công cụ tư duy đó có thể gắn kết đội ngũ thì không chỉ đạt những mục tiêu thông thường mà còn đạt những mục tiêu không ngờ tới, những mục tiêu rất lớn.